Hello, xin chào mọi người, mình tên là Quỳnh Bi và hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn những thứ mà mình mới vừa mua và có một số thứ mình order online thì hôm nay nó cũng đã tới rồi, cho nên là nhân dịp có tất cả những thứ ở đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn một lần luôn và chúng ta hãy bắt đầu ngay nhé. Và sản phẩm đầu tiên mà Bi muốn giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm này. Nó có rất là nhiều màu. Những cái này là dành cho sơn móng tay, vẽ móng tay. Nếu như mà các bạn muốn Bi làm review riêng dành cho sản phẩm này thôi thì các bạn hãy comment bên dưới cho Bi biết nhé. Và sản phẩm này là của Hàn Quốc. Giá của nó cũng rất là rẻ, không có mắc. Trước khi mà Bi order cái sản phẩm này thì Bi đã coi rất là nhiều review ở những bạn khác, thì người ta nói rất là tốt về sản phẩm này, cho nên là Bi order cho mình một bộ. Lý do mà Bi order nguyên một set này là bởi vì có những màu Bi không có thể nào tìm ra được ở những cái tiệm mà Bi đã từng mua nước sơn, cho nên là Bi order thử thôi. Không ngờ là ngoài sự tưởng tượng của mình luôn, nó rất là nhiều màu và có những màu rất là thích, nhìn rất là thích, nhìn là muốn xài ngay, cho nên là những cái video mà về vẽ móng tay, sơn móng tay sắp tới thì Bi sẽ dùng nó, cho nên là các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Và sản phẩm kế tiếp mà Bi muốn chia sẻ đó là một hũ bột nghệ này. Lý do mà Bi mua hũ bột nghệ này bởi vì dạo này có những cái hột mụn nổi trên mặt, và bởi vì cũng lười cho nên là không có chăm sóc kỹ da mặt, cho nên là cũng nổi mụn rất là nhiều. Thì nhân tiện nổi mụn thì Bi muốn chia sẻ với các bạn cách mà Bi làm ra một cái mặt nạ để trị mụn. Thì sắp tới sẽ có một cái video sẽ hướng dẫn các bạn cách mà Bi làm thế nào để làm ra một cái mặt nạ để trị mụn cho riêng Bi, thì các bạn cũng nhớ đón xem nha. Kế tiếp Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là một hũ Hershey Coco. Cái hũ này dùng để pha uống, tuy nhiên Bi sẽ dùng nó để làm ra một cái sản phẩm có tên là Dry Shampoo, có nghĩa là dầu gội khô. Thì sắp tới cũng sẽ có một cái video clip nói về cách mà Bi làm ra một cái dầu gội khô này. Có bộ là cũng rất là nhiều cái video sắp tới mà Bi sắp sửa làm, cho nên là các bạn nhớ đón xem tất cả những cái video đó nha. Và khi mà Bi mua online thì Bi cũng đã order cho mình một bộ cọ như thế này. Nó gồm có 14 cây cọ nhỏ ở trong này, dùng để vẽ móng tay, design cho móng tay các kiểu. Thì Bi rất là thích bởi vì Bi đang mong chờ những cái cọ này về để Bi có thể làm ra những cái video để chia sẻ cho các bạn. Hôm nay thì nó tới rồi và rất là phấn khởi để sử dụng nó. Có rất là nhiều cây giống nhau nhưng mà Bi cũng sẽ tìm ra những cái cây mà Bi yêu thích đây mà Bi có thể xài được. Bi nghĩ rằng là sắp tới Bi cũng sẽ làm một cái review riêng nói về những sống tay, những cây cỏ móng tay nào tốt các bạn nên mua và những cây nào mà Bi không thích. Và kế tiếp đó là một bịch bunch này. Cái bunch này để dùng làm makeup, tuy nhiên Bi mua nó không để dùng làm makeup mà Bi mua nó để dùng làm móng tay. Thật ra thì Bi rất là thích tự làm móng tay riêng của mình. Bởi vì tự làm thì mình có thể design các kiểu khác nhau mà mình yêu thích. Những cái bunch này Bi mua thì Bi dùng để làm ombre, những cái màu mà có hai màu khác nhau. Nếu như các bạn chưa biết thì các bạn có thể check cái video Bi sẽ để bên góc bên này cho các bạn xem nhé. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể click vào để mà coi cách mà Bi dùng cái bunch này để làm gì nhé. Kế tiếp là một hộp gelatin này. Gelatin này thì dùng để làm bánh, tuy nhiên Bi không dùng để làm bánh mà Bi sẽ dùng để Bi có thể lấy những cái mụn cám ở trên mũi hoặc là mụn đầu đen ở trên mặt, ở bất cứ đâu trên mặt của Bi. Thì cái gelatin này nó cũng rất là tốt cho cái việc mà có thể lấy đi mụn cám, lấy đi mụn đầu đen rất là dễ dàng. Thì Bi nghĩ rằng là Bi cũng sẽ làm một cái review, Bi cũng sẽ làm một cái video nói về cách để làm một cái có thể lấy mụn cám và mụn đầu đen ra bằng cái gelatin này. Bi quên mất, đi kèm với lại bộ cọ này thì nó có cho luôn 5 cái cây đá đinh thua này, 5 cái cây này để dùng để chấm Bi trên đầu ngón tay. Thì 5 cái cây này nó có 5 cái size khác nhau, đầu bự, đầu nhỏ đều có, cho nên là Bi rất là thích. Bởi vì lúc trước thì Bi không có những cái đầu bự như thế này. Bi chỉ lấy cái phần cuối của cái cây lược chảy đầu mà Bi xài thôi. Và nó cũng không có được tròn như ý mình mong muốn, cho nên là khi mà Bi order cái bộ cọ này thì nó có luôn 5 cái đó đinh thua này. Thì Bi đang đợi nó tới thì không ngờ hôm nay nó cũng tới luôn. Và cái tiếp là Bi đã mua 2 cái dây màu này. Những cái màu này thì thường dùng cho trẻ em để mà có thể vẽ, có thể tô ở trên giấy. Tuy nhiên Bi dùng cái này để Bi có thể design trên móng tay của mình. Nó rất là rẻ.
và nó cũng không kém gì nước sơn đâu. Tôi nghĩ rằng là Bi xài cái này tốt hơn là khi mà dùng nước sơn để design các kiểu. Lúc trước thì Bi có loại bự hơn là cái này, tuy nhiên khi mà Bi thấy cái này thì nó rất là nhỏ và rất là dễ thương và xài rất là lâu hết, cho nên là Bi đã mua nó và giá cực kỳ rẻ. Bi nghĩ là 99 cent thì ở Việt Nam cỡ 20 ngàn ở Việt Nam, và xài rất là lâu, không bao giờ hết. Bởi vì Bi mua hai cái dây bự kia mấy năm rồi mà chưa hết. Nhưng mà Bi thấy cái hai cái nhỏ này dễ thương quá cho nên Bi mua luôn về nhà. Và đi kèm với nó là một cây cọ như thế này, dùng để tô. Tuy nhiên Bi không có dùng cọ này, cọ này rất là bự. Nhưng mà Bi nghĩ là Bi sẽ dùng cái đầu tròn này để mà Bi chấm bi lên móng tay của Bi. Nếu như mà các bạn muốn biết Bi xài như thế nào thì các bạn cũng có thể xem những cái video lúc trước của Bi. Bi cũng có dùng những cái này để mà Bi có thể design trên móng tay của Bi. Và sau đây là một dàn sơn móng tay mà Bi đã mua. Đầu tiên thì Bi sẽ giới thiệu loại sơn rẻ nhất mà Bi từng mua. Đó là bốn chai này. Bốn chai này cực kỳ rẻ, mỗi chai 1 đồng, có nghĩa là mỗi chai cỡ 20 ngàn, 20 mấy ngàn ở Việt Nam thôi. Và cái loại này thì có tên là PE Beauty. Khi mà Bi nhìn thấy những cái màu này và Bi cực kỳ thích luôn và Bi mua về, và khi mà tính tiền thì ra có 1 đồng một chai thôi, có nghĩa là cỡ 20 mấy ngàn ở Việt Nam thì rất là rẻ so với những cái loại như là OBI. OBI thì cái giá nó gấp đôi, gấp ba lần những cái chai sơn này. Và những cái màu thì rất là yêu luôn, bởi vì Bi rất là thích những cái màu sáng chói lóa như thế này, cho nên là khi mà đi ngang qua là phải ngẩng đầu lại để mà nhìn, thì đã tạo về được bốn em này. Và Bi cũng đã dùng nó để làm một cái video. Bi đã dùng hai cái chai này để mà Bi làm ra hai màu khác nhau cùng trên một ngón, người ta hay gọi là ombre. Thì màu ra rất là đẹp, rất là tốt. Bi rất là thích cái loại này. Bi nghĩ là Bi sẽ quay trở lại và Bi sẽ mua thêm những cái màu khác nhau nữa, bởi vì nó có rất là nhiều màu và giá nó cực kỳ rẻ luôn. Cho nên nếu như mà các bạn nào mà đang muốn mua nước sơn thì các bạn nên tham khảo cái loại này. Và những chai sơn tiếp theo thì nó chỉ mắc hơn một tí thôi so với những chai sơn trước. Đó là loại của Sally Hansen. Những cái chai này nó rất là rẻ và khi mà dùng lên tay thì rất là thích, và Bi cũng đang dùng ở trên tay. Nếu như mà các bạn muốn biết chi tiết về những cái loại sơn này thì các bạn có thể check những cái video lúc trước của Bi. Bi đã có xài qua và Bi rất là thích những cái chai này luôn. Và Bi sẽ mua nó thêm thật là nhiều màu khác nhau để mà Bi có thể xài trong những cái video sắp tới. Và loại sơn kế tiếp giá nó cũng không kém OBI với lại China Clay, đó là loại SC. Bi mua hai chai kim tuyến này bởi vì những cái hạt kim tuyến ở trong này nó rất là to, cho nên là Bi rất là dễ dàng mà Bi có thể xài trên những cái móng tay của Bi. Thì cái màu đồng này Bi đã xài trên móng tay của Bi. Nếu như mà các bạn muốn xem thì các bạn có thể check video trước của Bi. Bi đã xài rồi và Bi mua hai cái chai này. Sắp tới thì Bi sẽ xài cái màu này trong cái video sắp tới của Bi, cho nên là các bạn hãy đón xem nhé. Tiếp theo là hai chai China Clay này. Màu nó rất là sáng chói lóa, bởi vì Bi rất là thích những cái màu như thế này. Khi mà sơn lên móng tay thì nó cực kỳ sáng và nó rất là đẹp. Khi mà mua thì Bi chỉ nhìn màu thôi, bởi vì Bi cũng chưa biết là Bi sẽ làm nó ra những cái kiểu design như thế nào. Tuy nhiên nhìn màu nó rất là đẹp, rất là thích, cho nên Bi đã mua về và sẽ làm một cái video rất là nổi về những cái màu như thế này. Và cuối cùng đó là ba chai OBI này. Ba chai này thì mắc nhất. Bi đã mua hai chai kim tuyến này, không biết sao mà Bi mua rất là nhiều chai kim tuyến, 6 chai kim tuyến. Và Bi cực kỳ thích cái màu hồng phấn này luôn. Màu này nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng và dịu. Nhìn thì nó cũng hơi giống cái màu tím này. Bi cũng thích, rất là thích cái màu tím này, bởi vì nó có dạng như là sữa hồng, sữa tím. Thì Bi rất là thích những cái loại như thế này, cho nên là Bi đã mua một chai về. Bi cũng chưa có xài cái màu này lên tay của mình,
mới toanh luôn. Và Bi quyết định là sẽ xài nó trong cái video sắp tới mà Bi sẽ làm. Thế là video này đến đây đã kết thúc. Và hy vọng rằng các bạn thích những sản phẩm mà Bi vừa mới chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn muốn Bi làm những cái review về những sản phẩm mà Bi đã từng share cho các bạn, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho Bi biết, để Bi có thể làm ra những cái video để chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy nhấn like, share và subscribe để cho các bạn khác có thể tham khảo thêm về những sản phẩm. Bởi vì cũng giống như Bi cũng đang tìm kiếm những sản phẩm mà mình yêu thích, cho nên là khi mà tham khảo được những sản phẩm mà mình cảm thấy mình muốn mua thì cảm thấy rất là phấn khởi và phấn khích khi mà nhìn được những sản phẩm này từ một người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Bye!